Mình đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 11 tháng 6 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày canh dần, tháng giáp ngọ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tùng bách mộc ngày canh dần tức can khắc chi nghĩa là kim khắc với mộc và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm tùng bách mộc kỵ tuổi giáp thân mậu thân ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc ngày dần lùng hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục xông với thân hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dậu vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý giáp ngọ tuổi xung trong tháng tuổi mậu tý nhâm tý canh dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao thiên phúc tốt mọi việc sao thiên mã tốt cho việc xuất hành giao dịch mua bán ký kết hợp đồng cầu tài lộc sao ích hậu tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao tam hợp tốt mọi việc sao mậu thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao thiên thủy tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao hoàng sa sáu đối với xuất hành sao bạch hổ kỵ về an táng sao lôi công sáu đối với xây dựng nhà cửa sao cô thần sáu đối với cưới hỏi sao thổ cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa an táng sao ly sàng kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng tây nam và sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021 Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi tí bước sang ngày thứ sáu này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi tí đang gặp ngày có chính quan độ mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi tí được chia trợ trên con đường công danh, sự nghiệp cho nên đạt được những bước tín mới. Bạn tuổi tí, bạn có được các thần nâng đỡ giúp cho bạn mệnh phát huy được năng lực của bản thân mình hết mức có thể. Với bạn tuổi tí, bạn là người có trách nhiệm với công việc không ngại khó, ngại khổ để làm được những điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Do đó, bạn có thể giành được sự yêu ái từ phía cấp trên trong ngày hôm nay nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn đã có đôi có cặp, sẽ có được một ngày ngập tràn hạnh phúc bên nửa kia nụ cười nở trên môi khiến cho ai nấy thấy tình yêu có sức mạnh đến như thế nào tinh thần lạc quan phơi phới khiến cho ai nấy đều phải ngưỡng mộ tình cảm của hai bạn nữa về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công danh sự nghiệp đạt được bước tiến mới tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có được cơ hội phát huy năng lực trọn vẹn tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có trách nhiệm dám đương đầu với thử thách tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ được cấp trên yêu ái nhờ sự chăm chỉ chịu khó tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc tình cảm ngọt ngào tinh thần lạc quan phơi phới và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 11 số 70 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu xanh lam quý nhân phù trợ tuổi Thìn tuổi Thân tuổi Hợi từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi xỉu bước sang ngày thứ sáu này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi xỉu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang thiếu đi sự tập trung vào công việc của mình cho nên hiệu quả làm việc của bạn bị giảm sút và nếu như bạn mệnh tuổi xỉu không nhanh chóng tự chấn chỉnh lại thì có thể sẽ bị cấp trên nhắc nhở nữa trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu nếu như bạn cảm thấy có nhiều âu lo trăn trở thì đừng có vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào hay là hành động vội vã nào đó bạn cần phải tĩnh tâm rồi bạn sẽ có câu trả lời cho mình mà thôi Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có mộc với họa tương xung. Cái điều này cho thấy chuyện tình yêu của bạn trong ngày hôm nay đang có điểm báo, có sự ảm đạm. Bạn mệnh còn bận rộn giải quyết những vấn đề trong công việc cho nên chẳng hề quan tâm gì tới chuyện yêu đương cả. Và đó không phải là mối quan tâm hàng đầu của bạn ở thời điểm này nữa. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, thiếu đi sự tập trung, hiệu suất công việc bị giảm sút. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, nên sớm chấn chỉnh lại thái độ trước khi bị cấp trên nhắc nhở. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, không nên vội vàng đưa ra quyết định. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, tình duyên ảm đạm, đôi bên thiếu đi sự quan tâm lẫn nhau. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, bận rộn giải quyết công việc thay vì quan tâm tới tình cảm cá nhân. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. tử vi tuổi dần thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi dần bước sang ngày thứ sáu này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần bạn có đầu óc thông minh linh hoạt khôn ngoan khéo léo để có thể đưa ra những ý tưởng rất có ích cho tập thể vào ngày hôm nay bạn mạnh tuổi dần cũng phải mạnh dạn đưa ra ý kiến giúp đỡ mọi người bạn chắc chắn sẽ được cấp trên đánh giá rất cao nữa. Và đây cũng là thời điểm để cho bạn tuổi dần phá bứt phá trên chặng đường đua về quyền lực ở phía trước. Bạn có thể thể hiện được khả năng ứng biến linh hoạt và có những cách xử lý sáng tạo gây được ấn tượng với tập thể về năng lực làm việc của mình nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này sẽ ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bạn. Các vấn đề về gan, thận có thể sẽ làm phiền tới bạn trong ngày hôm nay. Và bạn mạnh tuổi dần nên tránh việc sử dụng đồ uống có chất kích thích, hạn chế rượu bia, thuốc lá để không khiến cho sức khỏe của mình thêm phần tồi tệ hơn. Về từ vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy đưa ra ý tưởng có ích cho tập thể nhờ đầu óc thông minh, linh hoạt, từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, mạnh dạn đóng góp ý kiến, xây dựng kế hoạch, từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, cả tranh thủ cơ hội để bứt phá trên con đường đua về quyền lực, từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc gây được ấn tượng nhờ khả năng ứng biến linh hoạt từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim chú ý dưỡng sinh cho gan thận tránh dùng đồ uống có chất kích thích. và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 78, số 80, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ và đây là báo hiệu thăng tín trong công việc của bạn ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi mão biết được thế mạnh của mình là gì đồng thời có những đồng thời có nhiều cống hiến và nỗ lực để hoàn thành công việc nhờ thế mà bạn gặt hái được rất nhiều thành công nữa có thể trong thời gian tới với bạn tuổi mão bạn mệnh sẽ gặp phải nhiều thử thách xong nếu như bạn vượt qua được thì những điều tốt đẹp nhất đang chờ bạn ở phía trước bạn đừng có quên những thách thức đó cũng là phép thử để cho bạn nhìn rõ xem mình đang đứng ở đâu và có gì trong tay nữa các thời tiết như hiện nay có thể khiến cho bạn tuổi mão lười tập thể dục hơn. Do đó, cơ thể của bạn trở nên trì trẻ và bạn có thể chạy bộ mỗi sáng sớm hoặc là tối, tăng cường tập thể dục thể thao hàng ngày ở trong nhà và bất cứ thời gian nào. Bạn đừng có để cho cơ thể của mình nghỉ ngơi quá lâu vì nó càng làm cho bạn thêm lười biếng hơn mà thôi. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy đang có được báo hiệu có được sự tăng tín trong công việc từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa biết được thế mạnh của bản thân mình ở đâu để cống hiến hết mình từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cơ hội đi kèm với cả thách thức không nhỏ từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc thử thách là phép thử để nhìn lại bản thân từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim chú ý tập luyện thường xuyên để duy trì sức khỏe dẻo dai về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Mùi, tuổi Tuất. tử vi tuổi thìn thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi thìn bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội phù trợ, cho nên với bạn đang gặp được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Càng ngày hai bạn càng nhận ra có rất nhiều điểm chung, lý thú giữa hai người và qua thời gian mọi người đã dần chấp nhận sự khác biệt khác của nửa kia và đã dung hòa lẫn nhau nữa rồi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn, cậu đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này còn báo hiệu cho bạn đang có được tin vui về con đường tài lộc. Trong ngày hôm nay, quả là một ngày ngập tràn niềm vui với bạn tuổi thìn luôn. Và với bạn tuổi thìn, bạn là người khiếu liếu, giúp đỡ bản thân, xây dựng được nhiều mối quan hệ quý giá. Bạn được lòng rất nhiều người nhờ vào mối quan hệ mà công việc được trôi chảy, tiền kiếm được cũng nhiều hơn, tài chính rụng rỉnh, tạo điều kiện để cho bạn thực hiện các kế hoạch mà bạn đã ấp ủ từ bấy lâu nay vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tình cảm được xuân sẻ đôi lứa hạnh phúc tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ chấp nhận điểm khác biệt và tìm cách dung hòa với nửa kia tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc tài lộc có tin vui tài chính dư dả tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim xây dựng được các mối quan hệ quý giá, tốt đẹp cho công việc, từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, tiền kiếm được dễ dàng, yên tâm thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 63, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. Tử vi tuổi tỵ thứ 6, ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi tỵ bước sang ngày thứ 6 này, thầy tử vi chỉ ra rằng bà tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hành sông, dần thân tỵ hợi. Các điều này làm cho bà tuổi tỵ cần phải đề phòng có kẻ tiểu nhân xung quanh mình đang tìm cách cản trở công việc. Kẻ đó chẳng những ngấm ngầm hãm hại bạn mà còn lớn tiếng vu oan đổ tội cho bạn mệnh vừa ăn cướp vừa la làng nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này còn khiến cho việc hợp tác của bạn trong ngày hôm nay với đồng nghiệp khá khó khăn, không được suôn sẻ cả hai đều có quan điểm riêng ai cũng cho rằng ý kiến của mình là hợp lý chẳng ai chịu nhún nhường nhún nhường ai dẫn đến xung đột nghiêm trọng xảy ra bù lại trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại đang rất tốt đẹp với bạn tuổi tỵ hạnh phúc khi luôn có được nửa kia ở phía sau lưng, sẵn sàng động viên và ủng hộ bạn bất cứ lúc nào với những khó khăn trong cuộc sống, công việc, mỗi lần chia sẻ với người ấy, bạn đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất chi là nhiều. thậm chí nhiều khi đối phương còn đưa ra những lời khuyên hết sức hữu ích cho bạn nữa. vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa đề phòng kẻ tiểu nhân bên cạnh tìm cách cản trở công việc tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ có thể bị kẻ xấu vô oan ngấm ngầm hãm hại tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc hợp tác với đồng nghiệp gặp trục trặc tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim xung đột quan điểm với đồng nghiệp khiến cho công việc trì trệ tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy nhận được sự ủng hộ khích lệ từ nửa kia và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 30, số 49, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, thứ 6, ngày 11 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ có được những điều kiện thuận lợi trong công việc ngày hôm nay với bạn tuổi ngọ có sự nhiệt tình lúc nào cũng hăng hái sung phong dẫn đầu trong mọi công việc được giao tuy nhiên bạn lại hay cả thèm chóng chán cho nên hiệu quả công việc cũng thường không được cao và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tử ngọa là bạn cần phải bình tĩnh quan sát tình huống hơn, đồng thời rèn luyện tính kiên trì nếu như bạn muốn thành công đến với mình trong tương lai, chứ nếu như cứ làm rồi bỏ đó thì chẳng có uh, chẳng có cấp trên nào muốn giao nhiệm vụ quan trọng cho bạn cả đâu. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi ngọ có được những điều tốt đẹp trong chuyện tình cảm. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi ngọ có được những điều tốt đẹp trong chuyện tình duyên. Nhưng dường như với bạn tử ngọ đang để cho mạng xã hội chi phối quá nhiều chuyện tình cảm của mình thì phải. Bạn đừng có để cho những thứ gì cũng khuya khoang lên mạng Facebook một cách hào nhoáng như vậy. Nên nhớ là mạng xã hội còn là con dao hai lưỡi khi chia sẻ tất cả mọi chuyện riêng tư đời sống cá nhân của bạn lên đó nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim công việc thuận lợi nhờ sự nhiệt tình và hăng hái, tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, dễ dàng chán nản, rồi bỏ dở công việc giữa chừng, cho nên hiệu quả công việc không cao. Từ vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, nên rèn luyện tính kiên trì, nếu như muốn thành công nhanh. Từ vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, tình duyên tốt đẹp, hạnh phúc ngập tràn trong tầm tay. Từ vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc, đừng có để cho mạng xã hội chi phối tình cảm của bạn. Vài đánh giá của bạn Tử Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 50, số 79, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với ba tuổi mùi bước sang ngày thứ sáu này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi mùi đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay không được suôn sẻ cho lắm. Tiền bạc trong túi của mình rõ ràng nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như bạn không cân bằng lại trong việc chi tiêu ngoài ra trong ngày này với bạn tuổi mùi bạn cũng cần phải tỉnh táo và sáng suốt khi nghe những lời khuyên của người khác đừng có cả nể cả tin quá mà có quyết định sai lầm cuối cùng tiền bạc vất vả lắm mới kiếm được lại tan biến thành mây khói bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn với người ấy nảy sinh nhiều vấn đề mâu thuẫn, tranh cãi liên minh. Nhiều vấn đề phát sinh nhưng không được giải quyết triệt để khiến cho những mâu thuẫn càng ngày càng kéo dài, nặng nề hơn. Vài từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tài chính ảm đạm tiền tiêu không được dồi dào, tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không cân bằng trong việc thu chi dẫn đến khó tụ tài, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nên sáng suốt và tỉnh táo khi nghe lời khuyên của người khác, tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ đừng có cả tin cả nể mà quyết định sai lầm, tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc đôi lứa nảy sinh nhiều mâu thuẫn tranh cãi liên minh và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 56, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỷ, tuổi hợi, tuổi ngọa. Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân á Chú chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi Cái điều này khiến cho bà tuổi thân gặp phải nhiều điều không được như ý trong vận trình của mình ngày hôm nay Với bà tuổi thân sẽ phải trải qua một ngày làm việc cật lực và hiếm khi nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai và bạn nên cố gắng hết sức mình đừng có bày tỏ sự bất mãn với mọi người xung quanh trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân á lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh nhắc nhở bạn nếu như bạn cứ cố gắng nỗ lực không ngừng thì đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra và đó có thể là một khoản tiền thưởng kha khá khiến cho bạn mạnh có thể sống thoải mái trong một thời gian nữa và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khác với mộc cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân thì mãi mê theo đuổi sự nghiệp cùng với những thú vui cá nhân riêng của mình mà không buồn tìm kiếm nữa kia. Tình yêu chưa thực sự có sự cuốn hút đối với bạn vào thời điểm này khi mà bạn còn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân, tự do, không có gì ràng buộc nữa. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, vận trình không như ý, vất vả một mình. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, cố gắng làm việc của mình, tránh tỏa ra bất mãn từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ rồi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu như bạn cứ cố gắng không ngừng từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc có thể nhận được khoản tiền kha khá sau những nỗ lực bền bỉ từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đối với những bạn đang quản độc thân mãi mê theo đuổi sự nghiệp mà bỏ bê chuyện tình cảm và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 50, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi dậu thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có chính tài nhập cục. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc khi mà với bạn nguồn thu nhập chính trong ngày hôm nay khá ổn định. Đây không phải là may mắn từ trên trời rơi xuống mà với bạn từ sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn mệnh trong suốt thời gian vừa qua. Và thời điểm này với bạn tuổi dậu, bạn nên có kế hoạch đầu tư về tài chính hoặc là tiết kiệm để dành dụng cho những lúc cần thiết. Đó có thể là phương án tốt nhất vào lúc này cho bạn. Bạn đừng có thấy tiền bạc dư dôi mà phung phí quá đà, mua sắm vô tội vô vạ thì tiền núi cũng chẳng còn đâu. Và trong ngày này với bạn tuổi dậu, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành, kim khắc với mộc. Cái điều này khiến cho cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy vẫn đang có những mâu thuẫn chưa đi đến hồi kết. Dường như cả hai vẫn chưa đủ kiên nhẫn để lắng nghe đối phương cũng như là gặt bỏ cái tôi sang một bên. Và với bạn tuổi dậu, bạn nên nhớ rằng không ai là hoàn hảo cả và lòng vị tha là liều thuốc bộ chua tình yêu nữa đó bạn tuổi dậu nhé. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy không cần lo lắng về tiền bạc thu nhập ổn định. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nên có kế hoạch về đầu tư tài chính hoặc là tiết kiệm rõ ràng. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ chớ nên phung phí quá đà bằng việc mua sắm vô tội vạ. Tử vi tuổi tan dậu thuộc mệnh mộc mâu thuận giữa đôi lứa vẫn còn căng thẳng. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim cái tôi cá nhân quá cao khiến cho đôi bên không muốn lắng nghe đối phương và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 11 số 48 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi Thìn tuổi Thân tuổi Tuất Từ vi tuổi Tuất thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa Tuất phù trợ. Cái điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Ngày hôm nay với bạn tuổi Tuất có được cát khí lan tràn, với bạn hoàn toàn có thể có được những điều mà mình mong muốn. Quý nhân ở bên, dẫn đường, chỉ lối, đặc biệt là cho những bạn đang quản độc thân, tìm thấy được nửa yêu thương của mình trong cuộc đời này. Trong công việc của bạn tuổi tuất ngày hôm nay cũng đang tiến triển rất thuận lợi. Và mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa, khiến cho bạn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người mỗi khi công việc xảy ra vấn đề gì khó khăn, trục trặc ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cái điều này còn cho thấy với bạn là một người rộng rãi và ôn hòa. Chính vì vậy bạn sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người. Với những người không chi ly tính toán luôn sống một cách rất thoải mái và bạn cũng vậy. Tài lộc luôn đến với bạn một cách bất ngờ nữa. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, cắt khí lan tràn, tràn ngập may mắn. Từ vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, quý nhân dẫn đường chỉ lối, đặc biệt là cho những bạn đang còn độc thân tìm thấy được một nửa yêu thương. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, công việc tiến trị thuận lợi, nhà mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời khi gặp phải những khó khăn, trở ngại. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, nhận được sự yêu mến của mọi người nhờ tính cách ôn hòa, rộng rãi và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 45 số 67 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu tím màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Thân tuổi Dậu từ vi tuổi Hợi thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi hợi bước sang ngày thứ sáu này, thầy tử vi chỉ ra rằng bà tuổi hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành nhị hợp phù trợ, cho nên với bà tuổi hợi xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hài hòa trong ngày hôm nay. Mọi người đều yêu mến bạn vì tính tình thật thà, hết lòng vì mọi người và chính bạn cũng cảm thấy cuộc sống như vậy thật là thoải mái trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này có thể đem đến cho bạn những chướng ngại bất ngờ liên quan tới công việc hoặc là đời sống cá nhân tuy nhiên với bạn tuổi hợi bạn sẽ có thể xoay sở tốt trong mọi tình huống để hoàn thành tất cả các kế hoạch mà mình đã lập ra ban đầu nếu như bạn giữ được sự bình tĩnh Ngày này, bạn tuổi hợi cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng, cái điều này cho thấy bạn mệnh đang có được mối quan hệ rất hài hòa với những thành viên trong gia đình mình. Bạn và nửa kia luôn chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Khi có bất cứ bất đồng quan điểm gì, hai người luôn bình tĩnh để thảo luận với nhau và để cùng ra hướng giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể nữa. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp, tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, công việc hoặc là cuộc sống có thể gặp chứng phá, gặp phải chứng ngại vật bất ngờ, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, xoay sở tốt trong những tình huống khó khăn, tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, gia đạo êm ấm, vợ chồng hòa thuận, tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với nửa kia để cùng tìm cách giải quyết. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 49, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào tạm like